quầng thâm ở mắt. Một số nguyên nhân phổ biến gây quầng thâm ở mắt là thiếu ngủ, căng thẳng, dị ứng, hút thuốc, uống chất có cồn và tích tụ nước, khiến nhiều người trông già hơn và không hấp dẫn. Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng này, đây là những biện pháp tự nhiên nên thực hiện. 1. Dầu hạnh nhân. Dầu hạnh nhân có khả năng làm sáng da dưới mắt. Trộn dầu hạnh nhân với dầu vitamin E và áp xoa lên trên vết quầng thâm quanh mắt để nó qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau bằng nước ấm. 2. Dưa chuột. Do có đặc tính làm se và làm sáng da, dưa chuột hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng đôi mắt gấu trúc. Để sử dụng đúng cách, hãy cắt dưa chuột thành lát, làm lạnh trong 30 phút. Sau đó, đặt chúng lên trên quầng thâm trong 10 phút. Sau đó, lấy ra và rửa lại bằng nước lạnh. 3. Khoai tây sống. Chứa các chất tẩy trắng tự nhiên quan trọng. Khoai tây sống có thể làm sáng quầng thâm và làm giảm mọt mắt dưa chuột. Để sử dụng chúng đúng cách, hãy nghiền một ít khoai tây và chiết xuất nước ép của chúng. Sau đó, sử dụng một miếng bông gòn, thấm bông và xoa lên vết quầng thâm, để nó trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước mát. 4. Cà chua. Cà chua có đặc tính tẩy trắng mạnh mẽ, nhờ đó có thể làm sáng da hiệu quả. Để sử dụng đúng cách, hãy trộn một muỗng cà phê nước ép cà chua với một nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Giờ đây, áp xoa hỗn hợp này lên trên quầng thâm và để nó trong 10 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.